Trong bối cảnh thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng, tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, làm hạn chế đi lại của các nhà đầu tư, khiến thu hút mới đầu tư nước ngoài sụt giảm. Tuy nhiên, trong năm qua, vẫn có những điểm tích cực trong thu hút đầu tư nước ngoài ở một số lĩnh vực, ngành nghề, cũng như là ở một số địa phương. Năm 2020, Bắc Giang trở thành địa phương đứng đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước bị tác động mạnh mẽ bởi dịch COVID-19, thì địa phương này vẫn trở thành điểm sáng về công tác thu hút đầu tư. Hiện nay, khi xu hướng dịch chuyển vốn đầu tư, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra, thì tỉnh Bắc Giang đã chủ động sẵn sàng nhiều điều kiện để đón làn sóng đầu tư FDI mới. Hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ là tổng nguồn vốn thu hút đầu tư đăng ký mới và điều chỉnh tăng thêm vào địa bàn tỉnh Bắc Giang trong năm 2020. Không chỉ tăng nguồn vốn thu hút đầu tư mà tỉnh Bắc Giang còn thu hút thêm nhiều dự án lớn. Tỉnh Bắc Giang đứng thứ 8 cả nước về thu hút đầu tư FDI. Đây là một kết quả tích cực, ấn tượng trong điều kiện dịch COVID-19 ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực, nhất là phát triển kinh tế. Những cái dự án này thì tập trung vào những cái dự án lớn, thế và người ta bổ sung để chuẩn bị cho cái kế hoạch cung ứng sản phẩm cho khách hàng trong năm 2021. Thế vì vậy mà cái chất lượng đầu tư của năm 2020 này thì cũng đánh giá là rất là cao và hiệu quả. Bắc Giang hiện có 6 khu công nghiệp và hàng chục cụm công nghiệp tập trung. Tại địa phương này đã có sự hiện diện của Foxconn, Luxer là những đối tác chính của Apple. Hàng chục dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, mở rộng, trong đó có những tập đoàn lớn. Chúng tôi đánh giá rất cao môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Giang, cảm thấy môi trường rất tốt. Chính quyền tỉnh Bắc Giang đã giúp đỡ nhiệt tình để tập đoàn chúng tôi triển khai các dự án theo kế hoạch. Thời gian vừa qua, chúng tôi đã tập trung cao đầu tư thực hiện dự án tại khu công nghiệp Quang Châu. Giai đoạn 1 dự án của chúng tôi đã hoàn thành và đang khẩn trương hoàn thành giai đoạn 2. Tỉnh Bắc Giang thì cũng đã sớm thấy cái xu hướng chuyển dịch đầu tư từ một số các nước vào Việt Nam. Chính vì vậy mà phía tỉnh Bắc Giang chúng tôi đã điều chỉnh cái quy hoạch của tỉnh để làm sao mở rộng cái không gian để phát triển công nghiệp cũng như là thu hút đầu tư. Và chúng tôi cũng đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành trung ương để cho phép thành lập thêm 3 khu công nghiệp mới. Bên cạnh đó thì mở rộng 3 khu công nghiệp hiện có với tổng cái diện tích mà vừa thành lập mới vừa mở rộng là khoảng 1.100 ha. Đủ cái điều kiện về đất đai để đón các nhà đầu tư mới. Hiện nay Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có cơ hội hưởng lợi từ việc dịch chuyển đầu tư, chuỗi cung ứng toàn cầu với nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư. Tỉnh Bắc Giang đã sớm chủ động các điều kiện để đón làn sóng đầu tư mới. Kiên trì thực hiện mục tiêu kép, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều cách làm mới, quyết liệt và hiệu quả trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Nhiều vướng mắc của nhà đầu tư đã được tháo gỡ kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đưa vào sản xuất, đóng góp tích cực đối với tăng trưởng của địa phương. Ngay trong những ngày đầu năm mới 2021, tỉnh Bắc Giang đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 4 dự án đăng ký đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký 570 triệu đô la Mỹ.